bất chấp thời tiết lạnh lẽo của trời đông Hà Nội, người đẹp Phan Hoàng Thu, siêu mẫu Mạnh Khang và hàng trăm mẫu nhí đã mang tới cho công chúng thủ đô một đêm diễn thời trang đầy ấn tượng. Với những trang phục mang nhiều phong cách khác nhau từ hiện đại đến cổ điển, dàn mẫu nhí với gương mặt xinh như thiên thần đã tự tin catwalk trước sự tán dương của hàng trăm người tham dự. Chương trình được khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đồng hành cùng như nghệ sĩ Hải Trà My, NS Tư Công Lý, NS Tư Hồng Liên, diễn viên Thanh Hương, Á hậu Ngô Thùy Linh, MC Mạnh Khang và Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu đã hoàn thành tốt vai trò đạo diễn catwalk của tuần lễ liên hoan thời trang thiếu nhi Hà Nội 2018. Chương trình mang tính nghệ thuật dành cho lứa tuổi thiếu nhi tuần lễ liên hoan thời trang thiếu nhi Hà Nội 2018 là cơ hội để trẻ em Hà Thành có thể thể hiện đam mê và bộc lộ tài năng. Tự tin sải bước trên sàn diễn. Trong không hai đêm diễn, khán giả đã được chứng kiến những màn trình diễn mãn nhãn của hơn 300 mẫu nhí đình đám Hà Thành trong những bộ sưu tập thời trang trẻ em ấn tượng của 11 nhà thiết kế có tên tuổi như Valentino Vân Nguyễn, Tami Edhoff, Vatsa Vincent, Black Friday, Hà Uni, Bảo Ngọc Zerles, Jay Bonti, Mùn Lisa, Vân Trần, Vợ Lạ Nạ Kít, Gen Nguyễn. Tự tin sải bước trên sàn diễn. Nhưng ngay sau khi vừa xuống cánh đài, các mẫu nhí đáng yêu, hôn nhân truyền tay nhau những quả trứng an liền để vi để bổ sung năng lượng trong ngày giá lạnh. Theo chia sẻ từ Đông Vũ, tổng đạo diễn tuần lễ liên hoan thời trang thiếu nhi Hà Nội 2018, chương trình có điểm khác biệt so với nhiều chương trình khác dành cho thiếu nhi, đó chính là không lợi nhuận. Được tổ chức nhằm mục đích quyên góp, ủng hộ cho trẻ em nghèo. Và vào ngày 19 tháng 1 năm 2019 tới đây, ban tổ chức cùng các mẫu nhí sẽ tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Ca Tân Triều, Hà Nội.